Trung tâm điện tử Phạm Quyết Audio xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì cũng là một ngày cuối năm chuẩn bị bước sang một năm mới, năm 2020 thì phải nói là rất hân hoan được chào đón một em khách tên là Hà. Em có số điện thoại là 0377267578. Có địa chỉ đón hàng tại thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An. Em đã rất tin tưởng sau khi đã gửi hình ảnh video cho em và tư vấn cho em một cấu hình karaoke là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke có trị giá là 17.600.000 và em đã đặt trước 600 nhờ thu hộ là 17 triệu tròn. Thì trước khi mà gửi hàng cho gửi hàng cho khách thì trung tâm có nhiệm vụ là tinh chỉnh tất cả đấu lối, tất cả những thiết bị âm thanh, tinh chỉnh làm sao cho ra đưa ra những chất âm phải làm sao ngọt ngào, du dương và tí tách, hát karaoke phải nó mượt mà, để gửi tới đến tận tay các bác khách, tất cả quý vị. Và bây giờ thì sẽ là những dòng sản phẩm mà cấu hình karaoke trị giá là 17.600.000. Đầu tiên đó là một em đẩy có tên là thương hiệu DMX Audio, có mã là MB700. Em này đặt công suất là 700W trên một kênh, tổng hai kênh là 1.400W. Màu đen, trông rất đẹp và hoành tráng. Dùng tới 32 sò Toshiba. Đây là thương hiệu quá nổi tiếng, là hàng chính hãng, hàng mới nguyên hộp, chế độ bảo hành là được 1 năm. Em này sẽ kéo được 2 cặp loa bass 25 và 1 cặp loa bass 30. Một sản phẩm thứ hai đó là một em vang cơ lai số có tên là MB Audio Series 3. Em này có bắt Bluetooth. Và hội tụ đầy đủ những tính năng tinh chỉnh nhạc từ delay, reverb, bass trung chép, echo vang vọng cho ra những lời hát rất là ngọt ngào. Nghe nhạc thì tí tắc trầm lắng. Và một sản phẩm thứ ba đó là một em nâng tiếng có tên là TG Acoustic, có mã là CB600. Ở những em phiên bản CB600 thì đã quá quen thuộc với các bác rồi. Em này cho ra những lời hát phải nói là lưng cao, âm sắc được trong hơn, được rõ nét hơn. Và một sản phẩm thứ tư đó là một đầu mic không dây có tên là Boss, có mã là MC500. Đây là hàng bãi, bao zin bao xịn cho các bác. Ở những chất lượng hàng bãi thì một số quý vị đã dùng rồi. Phải nói thương hiệu bắt mic phải nói rất khỏe, cho ra những lời hát nhẹ và bay. Và một sản phẩm thứ năm đó là một cặp BMB
4-5 năm. Đây cũng là hàng bãi và đẹp từ ê căng đến thiên thùng, bao zin bao xịn cho các bác. Thì ở những video trước thì đã mở tất cả ruột gan của em nó ra rồi để các bác xem chiêm ngưỡng. Nhưng ở video này thì xin phép các quý vị là không mở ra. Và những cặp bát BMB còn đẹp long lanh hàng bãi như thế này là được sử dụng bằng bát 25 chạy bằng 2 chép. Một sản phẩm cuối cùng đó là một em súp điện có tên là JBL, được sử dụng bằng bát 30, cho ra những chất âm phải nó quá uy lực, oánh tức ngực luôn. Và tất cả những dây nhạc đầu vào, tất cả những dây logic, những dây kết hợp với nhau, những cái dây đan loa là sẽ tặng cho tất cả quý vị nào lấy trọn bộ. Và bây giờ thì trung tâm sẽ xin mở một bản nhạc có lời để tất cả các quý vị nghe đánh giá chất âm. Và tất cả các quý vị nào cũng muốn sở hữu cho mình một cấu hình karaoke là gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 sản phẩm là trừ chân nhá. Cũng nói rõ với tất cả quý vị là trừ cái chân gá đế của loa này là chưa tính. Có giá là 17.600.000. Thì alo luôn cho trung tâm với số máy là 0325004686. Đó, phải nói là chất lượng quá ok rồi. Từ nghe nhạc không lời, nghe nhạc có lời cũng phải nói rất hay, du dương trầm lắng. Và bây giờ trung tâm xin hát một đoạn karaoke để tất cả quý vị nghe đánh giá chất âm. Ở đây bật 2, 3, 4 cuộc đời dâm lăng phơi dương, thân lao gầy nhìn mẹ xót thương, nước mắt bao giờ chảy ngược người ơi, mong con nên người lòng mẹ được vui, xin ông trời ban cho phước lành, con dạy khờ được lớn khôn nhanh, thân heo mòn lòng mẹ thương con. Mẹ
để tan thế ngày. Họ ơi ơi họ, người ơi đời về dấu, ơi cuộc đời về dấu, tóc mắt pha màu, mẹ hiền con đâu. Đó phải nói là chất lượng thì quá ok rồi. Với một bộ cấu hình karaoke này thì sáng mai sẽ lên đường đi vào Nghi Lộc, Nghệ An cho em Hà. Thì sẽ trung tâm sẽ đóng gói cả một cục là gồm có 1, 2, 3, 4 lại từ em đẩy lên đến em mic là đóng gói vào một thùng. Và thùng thứ hai là súp sẽ đóng riêng và cặp loa ở riêng kia. Thì về đến nhà quý khách thì quý khách chỉ việc là đấu lối hai cái dây loa phía sau loa và đấu lối vào, và đấu lối từ một cái dây sẵn sàng đấu vào đít của em súp là ok. Thì một lần nữa thì trung tâm cũng xin cảm ơn là em Hà tại Nghi Lộc Nghệ An đã ủng hộ cho trung tâm. Thì một ngày cuối năm chuẩn bị bước sang đầu năm mới, trung tâm xin có lời chúc tới gia đình em Hà cũng như em Hà sang năm mới có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và đầy niềm vui, vạn sự như ý. Và một lần nữa thì trung tâm cũng không quên được chúc tất cả các bác trên mọi miền đất nước có nhiều sức khỏe. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và xin chào.